khi mà tàu đắm xuống nó gần chìm rồi kêu anh em bỏ thúng xuống rồi để cho anh em lên thúng rồi an toàn. Chưa kịp không kịp lấy đồ dự trữ theo để ăn, chỉ trôi trên biển là vớt rong biển ăn rồi uống nước biển thôi, không có nước gì uống. Khi mà có mưa xuống thì hứng được và dài dòng nước rồi anh em chia ra hóp người hóp lớp gió lớp có bão lớp nắng thì không nổi chờ cái là mình hứng nước mình uống thôi, dòng đồ hết nước là cái muốn mặt lên trời thôi dái thôi, cho có mưa xuống uống để lấy sống. Mà tuy giọng của mình không được đâu được sống, anh em đồng viên nhau nói là ở giờ thì cũng buồn, mình cũng buồn như á, thế thì tiếp chung sống thì sống chung thì anh em được buồn đủ gì đó kệ nó, mình cứ nằm đây chờ nắng đi. Nắng uống nước mặn đỡ giờ thả chúng tôi gì đó chờ mưa, cầu mưa nha, có cầu mưa á, cầu mưa là mưa xuống để uống mà mưa nó không có. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.